Supreme Master Qinghai's lectures are not a complete meditation instruction. Please do not try alone. For free of charge guidance, please visit godsdirectcontact.org or contact any of our centers near you. When association members convene from around the world, Supreme Master Qinghai occasionally speaks with groups of different nationalities in their respective languages. In a session during this international gathering in Europe, Supreme Master Qinghai met with our Aulaces or Vietnamese Association members. Thưa không bận, nhưng mà đi về cho người khác đi nữa, mình đi lâu quá mấy người khác không được đi. Sao không được đi? Nghĩ con nghĩ gì đó sư phụ. Đi này đâu có cấm ai không đi đâu. Có cấm không? Không. Họ có nói là thí dụ kỳ này đi 20 người, kỳ sau đi 30 người, không có vậy không? Không, tự bác nói. Bác không muốn thấy tôi thì thôi bác. Cũng thấy, okay. I'm sorry. Nó giận thôi mà. Biết mà, biết nó giận ha. Dạ, không biết. Trời quá, đông quá. Hồi đó giờ đâu có nghĩ mình qua được ha. Okay, let me stand up so you can see. Sao thấy không? Được không? Mai về hết cả đám à, ngày nào mai về cho tay cô. Mấy người mai nó về đó hả? Ok. Xong đi được cũng hay ha. Chính phủ tốt quá hả? Về cảm ơn bác và đảng nha. Chính phủ cởi mở hồ hởi quá ha. Bây giờ giàu rồi, đi vô gì? Trade Organization, World Trade Organization là khó vô lắm á. Hồi đó về nước Nga cũng chưa vô được á nha. Hồi đó hồi mình vô nước Nga cũng chưa vô. Giỏi lắm á. Âu lạc lắm á. Hả? Âu ca lạc nghiệp. Hả? Chúc mừng vậy, chúc lành vậy mà ha. Mình chúc lành có hiệu quả nha. Có chứ, cái mình nói cái gì ra nó có sự... Mình nói thật á. Mình nói thật quen á. Mình nói gì ra nó cũng đúng á. Ok, là vì như vậy đó.
khó lắm ha. Dạ. Rồi chính phủ cho qua đây cả đám như vậy. Bác và đảng kỳ này hồ hởi quá. Rộng rãi quá hả? Dạ. Cởi mở quá hả? Dạ. Dạ. Tốt quá rồi nhá. Dạ. Càng ngày càng tiến bộ. Hay, chúc mừng quý vị ha. Dạ. Okay. Dạ. Cảm ơn sư phụ. Có ai muốn hỏi gì nữa trước khi mà chia tay không? Thấy sư phụ mừng quá rồi, mừng quá rồi, khỏi hỏi gì. Mừng hả? Không nghe. Nói chuyện nghe được rồi. Nói gì đâu. Ok. À, 你们坐这边，我回家去吃一点。去外面行不行？好，就去。 就你们三个坐外面，连连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 
我说你呢，好久了啦，而且几十岁还就那么年轻的，谢谢啊，嗯，奶奶有个老多么搞，你到我们奶奶们那边去，就省点点了，不忙啊，对吗？Mấy người này coi như bạn lâu lắm rồi, tại vì truyền thông ấn mấy chục năm rồi ha, mà còn vẫn một lòng, ok? À. Hồi xưa đi đâu, sư phụ đi Hoàng Pháp đâu cũng theo á, theo đàn ủng hộ, làm việc này kia đó. Mà ổng 70+ tuổi mà còn, hồi đó gặp cũng như bây giờ, không thấy già vậy. Quý vị cũng vậy thôi, phải không? Trẻ hoài, phải không? À. Trường sinh bất lão, ha? Thiệt á. Đâu có Quan Âm rồi sao mà dòng hoài không già ha. Có nhiều người sư phụ biết mấy chục năm rồi nè, biết từ ngày qua Hoàng Pháp, từ mới ra Hoàng Pháp tới bây giờ dòng bà giống y hồi đó à. Con trẻ thay sao bây giờ đẹp hơn con trẻ ở một chút sao con trẻ như vậy, có ngôi thiên giỏi lắm. Sư cũng trẻ à. Đẹp mãi mãi. Thank you. Ôi, đừng nói vậy, tôi áp lực. Bị áp lực mãi mau già không dám được quý vị. Sợ thất vọng. Cái bà đó, bà tên bà mà sư phụ mới nói đó. Thì ai mới nói chuyện bà đó. Bữa nay bà không qua đây nè, người Việt Nam này nè. Bà tên Châu Phố. À. Rồi cái có một lần bà gọi điện thoại qua cho bà kia. Có bà nào đó không? Là bà cái bà kia có hỏi ai gọi vậy, cái bà cứ bảo nói cháu Phở đây, tiếng Huế mà, yeah. Cháu Phở đây mà nói nghe không rõ ràng á, yeah. Bà tưởng nói sư phụ đây, bà quỳ. Còn cái nhà cũng tưởng đâu. Lát nghe rõ ràng là Châu Phố nghe nói là sư phụ, yeah. Sư phụ nói tiếng Huế mà, yeah. Châu Phố là Châu Phụ đấy, Châu Phụ đấy. Và thường thường cái lòng muốn gặp sư phụ mà mình đã nghe tiếng được tiếng mặt nghe thì giống cái đó, cũng như mấy người mà mới yêu nhau á hả, rồi cái ra đường gặp ai cũng giống người yêu của mình nghe dòm dòm hoài á, nhiều khi người ta nói anh cứ dòm dòm tôi cái chuyện gì. Rồi bồ người ta ghen nữa ha, tại dòm giống mà, phải không, phải không, yeah. Biết hết trơn. Nhiều người đi ra đường dòm dòm ai giống sư phụ cũng chạy theo dòm ta, kỳ, đừng làm vậy nha, không tưởng ta hiểu lầm ha, ta tưởng mình muốn lấy cái gì á, ok. Là nhất là những người nào còn trẻ mà có bồ thì còn bên nữa, mà mấy ông đàn ông mà dòm dòm là mệt lắm á nha. Ta tưởng mình kênh á, yeah. Kênh á, à, tiếng Việt nó kênh á, à, ok, dòm thì cũng lén lén thôi, nhưng mà không bà không có đi vòng vòng ngoài đó đâu mà cái kiếm mà dòm, bà ngồi trong hang đá, bà ngồi thiền cả ngày à,
ban đêm cũng vậy thôi ha. Khi nào gặp quý vị mới ra đây, còn thường thường không có ra đâu hết á, không ra khỏi cửa nữa. Nhiều khi mấy ngày không ra khỏi cửa, cần lắm mới ra. Rồi quý vị thiệt không muốn hỏi gì ha, mấy người mới sắp về cũng không ấm ức gì ha. Gặp sư phụ bây giờ quá vui lắm sư phụ. Dạ, con thấy trên đĩa của sư phụ là mọi người gặp sư phụ, với con nghe mấy sư huynh sư tỷ nói ai gặp sư phụ lần đầu tiên cũng khóc hết trơn á. Mà con thì không có khóc, không có khóc. Lạ không? Đâu ai khóc đâu. Về rồi mới khóc, bây giờ chưa khóc đâu. Có người khóc, có người không, tùy theo. Người khóc bên trong, người khóc bên ngoài à. Có người nhiều nước mắt quá đi, hiểu chưa à, rồi không biết làm gì, thôi để cho nó chảy ra. Người ta nhạy cảm á, hiểu không à, khóc vậy đó. Như bà này mắt đỏ lồm à. Còn mấy bà kia mắt long lanh, long lanh. Đâu cần phải khóc, tại sao phải khóc? Mừng quá. Có người mừng cười, có người mừng khóc, mọi người khác nhau chứ. Làm gì giống y chang vậy? Chán quá, phải không? Có người cười, người khóc mới vui chứ hả? Tùy theo người hả? Có người đã thể nghiệm nhiều này kia đó hả? À, cảm ơn trong lòng á, không biết nói gì á, gặp sư phụ cũng khóc. À, có người nhớ quá, khóc. Có người lần đầu tiên cũng gặp. Khóc. Có người gặp hoài gặp không đủ cũng khóc. Ờ, để em đây được đi. Để cho họ dòm trước đi. Dòm đi ha. Wow. Lát ăn cắp hết đồ người ta hả? Mai mấy người kia không có ra làng nữa. À, quý vị có gì đặc biệt không? Ừ, đây là chỉ dòm thôi. Dòm thôi hả? Dòm sư phụ là vui là hả? À, dòm vui hả? Bác ngồi mệt không bác? Muốn ngồi đây không bác? Đây nó mềm nè bác. Ngồi đi. Đấy, ai bác ngồi đi. Ngồi đi, tôi đâu ngồi, tôi phải đứng cho mấy người kia dòm. Dòm vô đó, ngồi thì mấy người sao không có thấy. Thành ra trong chánh điện để ghế cao như vậy á, để cho mọi người thấy được, chứ không phải tôi ngồi cao tại vì tôi cao. Mấy người thấp lè tè đó mới ngồi cao. Mấy người cao đâu cần, phải không? Quý vị hiểu, quý vị cao thành ra quý vị ngồi xuống thấp. Tôi sắp rồi tôi ngồi thì đứng lên cao. Tu hành tốt không? Dạ. Tiến bộ ha. Dạ. Everything ok dạ? Dạ. Có học tiếng Anh chút chút không? Có. Chút chút đi, nhất là mấy người trẻ đó nha. Mấy người già bận rộn hơi khó học. Khó nhớ mấy người trẻ đó học tiếng Anh ha. Dạ. Học tiếng Anh đi đâu làm việc cũng được hết á. Thấy chưa? Mình đi đâu cũng hỏi thăm đường xá gì cũng không bị lạc á. Dạ. Bất cứ nước nào cũng có một số người nói tiếng Anh. Dạ. Hiểu không? Dạ. Thì tiếng Anh dễ học mà. Dạ. Cái căn bản thôi chứ không cần. Nếu học được càng nhiều càng tốt, nếu không thì căn bản, ok? Dạ. Tự nhiên cái bệnh. Chắc tại máy lạnh thôi mà hả? Ở nhà có máy lạnh đó, chạy tới chạy lui á. Bị bán chó phải không? Bán chó nó phải cần máy lạnh á. Nó không có máy lạnh thì nó không có ngủ. Ngồi chạy tới chạy lui lóc cóc hoài. Làm gì ai cũng không ngồi được hả? Phải mở máy lạnh cho nó. Nhưng mà máy lạnh chia ra đó, ở trong phòng chị hai thì không có. Ở ngoài thì có lạnh, lạnh mà cũng không có lạnh lắm á, lạnh cho nó cũng đừng lạnh. Nhưng mà nhiều khi mình chạy tới chạy lui á, mà quên tắt đi á, lạnh đúng hay là nghiệp chướng gì đó cũng không biết nữa. Ít khi bệnh như vậy lắm, sau kỳ này. Đi mấy nước rồi, từ hồi năm ngoái hôm nay đi hơn cả năm rồi, đi mấy nước đâu có bệnh đâu. Không có bệnh kiểu này, thấy không? Có bệnh thì là thập tử nhất sanh thôi. Bệnh kiểu này sần toàn không thèm. Cái này bệnh là nhẹ nhàng lắm rồi. À, không có gì, sổ mũi thôi. Rửa nghiệp. Sổ nghiệp. Việt Nam có vì gì vui không? Dạ. Được rồi, gặp sự hội vui. Dạ, biết rồi. Mà bên nhà mình có chuyện gì không? Có gì lạ không? Kỳ này đi đâu không? Kỳ này đi đâu không?
Kỳ nào cũng đông như vậy hết á. Kỳ nào cũng lại ngồi đây đang ăn bánh. Ăn lén chứ mà ăn trong kia kia phải chứ. Tại vì ở đây ít, cũng ít người làm việc á. Toàn là người nào lại tự động á. Nhiều khi nó đi mua đồ không kịp. Chứ không phải, nếu mà mua đồ kịp rồi thôi đưa cho mỗi người một gói, một hộp rồi đem về đang để làm của hồi môn. Cha truyền con nói á, bánh móc mèo. Để ăn đi đừng có để lâu không. Dạ. Móc đi rồi ăn sinh bệnh rồi nó gia trì gì kỳ. Da mà gia trì không à. Không có da, da vàng á. Mình nợ da vàng mà cứ nói da trì. Da vàng mà cứ đòi da trì. Để về chia cho mấy người mà không đến đó nha. Dạ. Thì mỗi tóm nào đi về chị hai cũng cho thêm á. Dạ. Còn của mình là riêng rồi. Ok. Dạ. Em đem về cho mấy người mà ở chỗ mà khỉ ho cò gáy. Đẹp hay hút gió vậy đó. Dạ. Hay là mấy cái chỗ mà khỉ cũng không thèm ho. Mà cò cũng không dám gáy. Đấy, có mấy chỗ Việt Nam vậy đâu phải không? Dạ. Ở Tây phương hả? Họ nghiên cứu họ họ nói rằng cái nghề mà làm nông á là vợ chồng hạnh phúc nhất. Họ nghiên cứu những cái nghề nghiệp nào mà làm cho vợ chồng hạnh phúc á biết không? Họ nói những cặp vợ chồng nào mà làm nông với nhau á hả là hạnh phúc nhất. Rồi sau đó hình như là thầy giáo hay gì đó ha, rồi bác sĩ, rồi nghề nghiệp gì đó ha. Bán buôn vậy đó, sĩ vậy đó ha. Sĩ nông công thương hả? Dạ. Sĩ trước mà nông trước chứ. Sĩ mà không có nông ăn gì được. Ăn gì mà sĩ được, phải không? Tại vì á, làm nông không khí tốt ở ngoài đường á, ở bên ngoài á, lúc nào cũng có không khí trong sạch. Và mặt trời á, biết rồi, ok, gia trì, đó, da vàng mới thành gia trì. Mặt trời có sức gia trì mạnh liệt, biết rồi hả? Dạ. Đi làm nông cũng đỡ lắm rồi, ha, tự do, phải không? Mình trồng mình ăn, ok, xây nhà cho người ta ở cũng có công đức. Bây giờ chị hay nói vậy đó, quý vị có chịu lao động không? Chịu. Tức là chịu đi cày cấy liền, phải không? Dạ. Cái nhà xây cửa có công đức lắm á, làm những cái nghề đó là nhiên nghề công đức. Tức là mình bảo vệ cho người ta đó, thấy không? Những người làm nông rất là có công đức. Những người xây dựng nhà cửa có công đức. Người dệt vải, bán vải, làm may quần áo có công đức. Những cái đó là những cái nghề tốt, thấy không? Một trong những bát chánh đạo của Phật giáo á, tức là những cái nghề có đạo đức, những cái nghề tốt, những nghề có công đức, những nghề làm cho mình thịnh vượng và có phước báo nữa, chứ không phải chỉ kiếm tiền không. Trong thánh kinh cũng nói đó, phải mày mấy con xuống phải xuống làm nông á. Thánh kinh nói rõ ràng tự mình cày từ lấy mình ăn ha. Có cái nhóm cũng thuộc về, hình như cũng thuộc về Thiên Chúa giáo á, họ kêu là Amish. Họ toàn làm nông không á. Họ ở chung với nhau một nhóm ha, rồi họ tự cày cấy, họ làm lụng, họ ăn, chứ họ không có thì ra làm những nghề gì khác bên ngoài. Họ nguyên một nhóm ở với nhau cày cấy làm ruộng làm nông với nhau, rồi sinh con sinh cái cũng bắt cũng nối nghiệp vậy đó, xuống mà làm việc như vậy. Họ rất là vui vẻ hòa thuận. Cho nên nếu quý vị về nhà mà chán thành phố này kia bụi bặm á ha, thì kiếm đất nào nhỏ nhỏ mua trồng trọt, hai vợ chồng trồng trọt ăn đủ, ok. Ngày nông mới không bao giờ thiếu ăn, phải không? Chứ mấy người mà đi mua đó mới sợ không có. Cho nên nhiều khi cũng tự cái ý kiến của mình mà thôi nhá. Cái nào mình thấy khổ thì nó khổ, cái nào mình không khổ thì nó không khổ. Chị hai cũng rất là tôn trọng những người lao động, nói qua rồi. Thì khi bà chạy theo mấy cái người xe đổ rác đó, cho bánh, cho quà, cho tiền tới đó, cho tiền, cho lì xì á. Còn ngày thường thì cho bánh, có nếu có bánh xe trong xe thì lấy ra chạy xe. Bánh trong xe nó lộ
không xin lỗi. Mấy người họ cũng thích lắm ha. Còn những người nào mà tới làm việc sửa nhà, sửa cửa hay sửa hang động gì cho chị hai đó. Rồi bà nấu nướng tử tế lắm. Bà làm bánh rồi cho ăn, đem nước trà nữa, muốn uống gì ăn gì bà làm. Rất là tôn kính mấy người đó. Tại bà thương mấy người đó thiệt chứ không phải. Tại vì mình kêu họ làm họ mừng lắm rồi, đâu cần phải mà khách sáo với họ làm chi. Phải không? Sau đó họ làm xong mình cho tiền lì xì thêm nữa là họ mừng lắm rồi. Không phải bấy nhiêu đâu đâu, chị hai cho tỏ lòng thương mến, tôn kính họ thiệt tình. Tại vì không có những người đó thì mình không có nhà ở, mình không có cơm ăn, không có áo quần mặc, không có đường xá rác rến đầy hết. Ví dụ đó, không? Không có người sửa xe thì mình đi bộ dài dài, hiểu không? Những người chân lắm tay bùn mồ hôi vậy nhà, những người đó là những người rừng cột của quốc gia đó, của thế giới đó, cho nên quý vị phải tôn trọng họ là phải. Chế độ cộng sản từ đó mà ra đó. Tại vì hồi đó có thể là nhiều người giàu có rất là, có thể là cũng có một số người giàu có không có thương hại những người làm đụng cho mình đó, hách dịch này kia đó, bóc lột á. Thành ra thường thường cái đa số là dân nghèo mà, thành ra hô hào là họ đứng lên, thấy chưa, họ lật đổ những người đó, thí dụ vậy đó. Vậy đó. Thành ra mới gọi cộng sản, cộng chung tài sản với nhau mà xài đó, chứ đừng có gom một đống á. Thì thường thường Phật giáo thì cũng vậy như vậy đó, Thiên Chúa giáo cũng vậy như vậy, phải chia sẻ, đạo giáo nào cũng vậy, chia sẻ. Nhưng mà cộng sản thiếu một cái là thiếu cái tâm linh thôi, chứ còn làm gì cũng đúng y như là mấy cái lý thuyết đó hết, chia sẻ, ok. Cho nên dưới chế độ cộng sản, ví dụ như mấy người Tàu, Trung Hoa làm việc bao nhiêu cũng được, lương vẫn có đủ đầy đủ, không làm việc cũng có đủ ăn như thường, không có ai bị bỏ đói. Cái lý thuyết nó là như vậy. Nhiều khi địa phương làm không có đúng thôi, người địa phương làm theo cái tâm địa của mình đó. Không phải người cộng sản nào cũng tốt, không phải người cộng sản nào cũng làm đúng đường lối của đảng, thì nó nhiều khi nó hư, hư hỏng đi rồi bóc lột dân hay là đàn áp vậy thôi, rồi người dân họ tức, bực bội. Chứ thật ra chế độ cộng sản nếu mà áp dụng đúng nó tốt á, tốt, lo lắng cho dân thì tốt, chứ đừng đàn áp, hiểu chưa? Ai lo lắng cho dân ai không thương, chi phải đàn áp chi cho mệt, không? Không thương người chết luôn đàn chi nữa, chi nữa, không? Ví dụ vậy đó. Nhưng mà nếu mà mình mà hiểu cái đời sống và cái luật nhân quả thì mình chấp nhận hết á, không có oán trách gì chính phủ nào hết á, không? Tại cực khổ hay là không cực khổ là tự cái tâm mình thôi. Tại không cho mình đất chứ cho mình về mình cần canh cái mình làm ruộng mình tự ở chung nhau ăn uống vui, phải không? Cho đất tôi đi làm liền á, hả? Rồi mọi người mình cũng xúm lại làm với nhau, phải không? Muốn như vậy xuống hồi đó mình tính khai khẩn bên đất Campuchia đó mà. Sau đó rồi họ cũng hai bờ phái tranh với nhau cũng làm, cũng làm khó dễ quá thôi mình. Thôi đi luôn, mà để đất cho họ. Để những cái việc mình làm sẵn đó, nhà cửa chùa gì đó cho. Có cái ông bên Việt Nam giàu lắm, rất là thành công. Mà qua bên Mỹ á, đi vượt biên mà. Vượt biên là tị nạn, không có tiền. Qua hết chân, không còn nghề nghiệp gì hết. Không còn đồng dính túi gì hết. Cái đi làm công cho người. Cái này có báo Mỹ đăng á nha, báo bên Mỹ đăng. Làm chứng có thiệt nha. Đi làm công cho người em họ hay anh họ gì đó. Người em họ hay anh họ gì đó có một cái tiệm bánh mì thôi. Thì hai vợ chồng á hết tiền rồi, hồi đó giàu lắm mà ha. Đi ra là tiền hô hậu ủng mà, xe lớn xe nhỏ lung tung á. Bây giờ qua đây không có tiền. Mới qua mà cái người em họ nhận như làm công trong đó. Hai vợ chồng làm công tối ngày trong đó ha. Làm rất là cần mẫn. Hồi xưa thì chỉ tay 5 ngón. Bây giờ thì làm việc 10 ngón. Chân tay thì cũng làm hết, 10 ngón chân, 10 ngón tay làm hết. Tức là cuốc bộ dài dài đó, vậy nha, không có xe nữa, mà không muốn đi xe nha. Hai vợ chồng làm việc rất là cần mẫn, rất là chăm chỉ. Rồi cái xin cho người em họ cho ở cái phòng phía sau đó, cái phòng kho mà để bột mì này, thế đó mà. Cái phòng đó thì chỉ có cái chỗ mà rửa tay thôi,
chứ không có phòng tắm gì cả. Thì hai vợ chồng chỉ dùng cái mi xốp á, rồi làm việc xong cái xoa xoa vậy đó ha, tắm cái kiểu mình bây giờ đó. Tâm khô đó. Thì 3 năm trường như vậy đó, để dành tiền xe, không mua xe, không đi xe buýt luôn. Đi đâu cũng đi bộ gần đó mua đồ thôi. Rồi đi về hai vợ chồng ở với nhau đó, phía sau cái phòng kho đó. Rồi tắm thì cũng dùng khăn tắm vậy thôi. Ok, không có chỗ tắm à. Chỉ có khăn vậy thôi. Nhưng mà hồi xưa đó người Tây phương á, người Pháp họ cũng dùng phương pháp đó thôi. Nó ít có nhà tắm đó, bây giờ có, hồi xưa không có, nhưng mà bây giờ cũng có nhiều người cũng dùng phương pháp đó. Họ tắm rửa ở trong cái bồn á, ở trong cái bồn rửa tay đó. Họ dùng nước rồi họ chứ xoay xoay vậy đó, tắm như mình vậy đó. Thay vì dỗ nước á thì họ lấy khăn lau. Họ dùng xà bông lau xong rồi dùng khăn lau tới lâu lưu 2-3 lần cũng sạch à. Ok. Thì hai vợ chồng làm như vậy đó, 3 năm vậy đó. 3 năm sau cái để dành đủ thứ tiền, ăn uống rất là giản dị, quần áo thì không có xa hoa gì cả, chỉ có bao nhiêu 2-3 bộ gì đó bận thôi. Mà đi đâu cũng để dành từng chút vậy đó, tiền không có dám xài. Không mua xe, không đi xe buýt, không đi chơi đâu hết. Làm xong rồi cái đi ra làm sao, nấu ăn với nhau, ngủ với nhau, ở anh đó, ok. 3 năm cái có đủ tiền, cái xin cái ông anh em họ đó mua lại cái tiệm đó. Anh ok rồi anh em họ đi làm tiệm khác. Rồi cái 2-3 năm sau nữa đó, hai người này cũng cần kiệm lại đó, cô làm việc cái nhiều quá, cái làm thêm những cái khác ra, làm 2-3 tiệm gì đó ra, sau này giàu, cái giàu y như ở Việt Nam mấy năm về sau thôi. Cần cù như vậy đó. Thế nhưng mà cái đó là tự nguyện làm, phải không? Thì thấy nó vui. Mà bắt buộc là không được ạ. Đàn ép. Độc tài. Không chị. Hiểu chưa? Tại vì cái đầu óc mình hết thôi. Là nếu mà mình nghĩ đại đồng hết á, mình làm việc cho họ cũng như làm việc cho mình. Miễn đâu mà mình còn sống được, còn có đôi tay làm việc được thì mình làm thôi, thấy không? Nếu mà lợi ích cho mình được thì cũng tốt, mà không lợi ích được cho mình, lợi ích cho đồng bào, lợi ích cho nhà nước thì cũng ok vậy mà, như vậy. Nhưng mà tại vì bị bắt buộc thành không chịu thôi, chứ nếu mà tự động như hai vợ chồng người đó, thấy không? Mà làm hết mình đó. Bây giờ giàu lắm, bên đó cũng giàu lắm, giàu y như bên Việt Nam rồi, giàu y nhưng mà những cái tài sản họ bỏ bên Việt Nam đó, bây giờ giống giàu trở lại rồi. Chỉ có làm lò bánh mì thôi, từ từ lên làm những chuyện khác, thấy không? Từ từ có tiền nhiều thêm á, làm những chuyện khác. Thì cái gì cũng tại Phật nói là nhất thiết vi tâm tạo mà, cái gì cũng từ tâm mình á, nó thành thôi. Mình nghĩ như vậy thì nó như vậy, không nghĩ như vậy thì nó ra cái khác. Ok hả? Dạ. Quý vị về nhà cực khổ gì cũng đáng nhận lại, ok? Coi như là thử thách thôi. Rèn luyện cái tâm tính của mình cho nó càng nhẫn nại, với lại khiêm nhường, có lòng tin Thượng Đế, trước sau thì cũng tốt. Cái gì cũng đối với mình cũng là tốt cả. Nếu không tốt thì cũng tại nghiệp chướng của mình hồi xưa. Vậy thôi, dễ mà. Đối tượng nghiệp chướng là ok rồi. Không có gì trở ngại cả, không ai cãi cọ gì nữa. Đức Phụ cũng ok liền. Hồi đó chị hai nghe đồng bào qua thì nạn than khổ làm phiền, thấy cũng tội, cũng khóc dữ lắm á. Bây giờ nghĩ ra rồi ha. Cũng không phải người nào mà đi lao động cũng tốt đâu, cũng có chỗ địa phương mà chính phủ tốt, cũng có chỗ địa phương lao động mà quá ức hiếp đi, quá đè ép người ta là không chịu vậy đó, chứ không phải là chỗ nào nó lao động cũng tốt đâu. Chứ nếu mà lao động mà tốt hết á thì cũng được lắm rồi, nên làm nông chứ có gì đâu, phải không? Này mình canh cãi rồi mình ăn, làm nhà mình ở hả, để cho người khác ở cũng vậy thôi. Ok hả? Quý vị vừa có coi cái phim mà ông hoàng đế sau cùng không? The Last Emperor of China. Vậy đó, thấy không? Ban đầu ông cũng không có chịu vậy mà sau đó ông ok rồi. Tại vì có cái người thầy đó dạy ông tốt.
ông rất tôn trọng cái người thầy dạy đó. Nhưng mà sau đó không biết sao cũng tố cáo ông thầy đó luôn. Không biết chuyện có như vậy không hay là họ làm thêm, thấy không? Chứ nếu mà người thầy giỏi như vậy sao lại bị tố cáo, thấy không? Hay là có thể bị người ta dèm xỉm gì đó. À, thầy có nhiều khi dân chúng thích một người nào đó quá đó, thì những người khác cũng dèm xỉm, ha? Dèm xỉm nói với ông cán bộ này, ông cán bộ kia đó, rồi vu cáo cũng có thể như vậy, ha? À, những chuyện oan ức thì trường hợp nào cũng có xảy ra, nước nào cũng có hết, không phải chỉ nước Việt Nam không, ha? Mà thấy rõ ràng bây giờ nghĩ chính phủ có lòng tốt là tốt rồi, ha? Anh đã đi ra dài dài không? À, tức là ban đầu thì cũng phải kiểm tra đàng hoàng vậy đó, bây giờ thả lỏng thôi. Thì an ổn rồi cái thả lỏng, phải không? Tức là chính phủ và dân chúng bây giờ tin cậy nhau rồi, hiểu chưa? Hồi đó mình làm việc sao cũng được, không ai nói gì nhiều hả? Nhưng bây giờ cái chế độ khác vô đó thì kiểm soát và làm cho thống nhất lại với nhau một tâm một lòng á, là hơi khó chịu. Nhưng mà bây giờ quen rồi hả? À, giờ chính phủ thả lỏng rồi, tức là đã rất là tin tưởng dân chúng rồi, nha. À, dân chúng cũng làm cái gì mà cho chính phủ tin tưởng rồi, hiểu chưa? Chứ hồi xưa cái chế độ gì tự do gì đó cũng đâu có được ra như nhiều vậy đâu, phải không? Dạ. Còn hồi xưa mà con ông cháu cha, con bà, cháu nội mới được ra. Chứ không phải vậy sao? Dạ. Phải không? Dạ. À, ông là tay to mặt lớn á thì mới được ra. Còn mặt nhỏ nhỏ luôn. Chính phủ cởi mở mà. Dạ. Cũng cảm ơn chính phủ nha. Dạ. Ở chính phủ tin cậy ha. Dạ. Chắc là biết rồi đi ra thăm bác Hải chứ gì. Hồi đó thì thăm bác Hồ, bây giờ bác Hồ đi rồi thăm bác Hải. À, Hồ Hải. Hồ Hải nghe cũng giống như Hồ Hởi hả? Quý vị cũng làm sao mà chính phủ tin cậy được mới được ra nhiều như vậy đó chứ hả? À, thì tốt lắm rồi. Cảm ơn quý vị ha. Vui rất hãnh diện quý vị ở bên đó đại diện làm việc tốt Hồ Hởi. Tiến bộ. Ok. À, tôi đi về mình giỏi ha. Sao không nói gì? Sư huynh. Cái đợt trước, hai ngày trước con có nghe mấy vị sư huynh trước có hỏi sư phụ đã từng là một vị minh sư trước ở Âu Lạc là vua Trần Nhân Tông phải không ạ? Cái ông mà đi tu á mà. Rồi. Ông Trần Nhân Tông hay Lý Thánh Tông? Ông Lý Thánh Tông cũng tốt bụng lắm. Vậy hỏi làm sao? Cái hồi đó có nhiều người theo học vị vua đó không à? Dĩ nhiên có nhiều, chứ ổng là vua mà ổng đi tu ai không theo. Thịnh vượng lắm á, ở đâu cũng có chùa hết. Này, đại vua đi tu á. Okay. Tôi không phải vua mà cũng theo cả đám. Muốn chi là vua nè. Chị cũng hỏi nữa. Chị rõ ràng vậy còn hỏi nữa. Rồi sao nữa? Hỏi gì đâu? Dạ có một cái nữa là con thắc mắc là đợt trước sư phụ có nói về mỗi lần mà sư phụ muốn ngồi thiền những cái điểm kết nối á thì nó rất là xa, nhưng bây giờ sư phụ gom được những cái đó lại không phải gom được. Kiếm được cái chỗ mà nó may mắn, kiếm được cái mà nó gần nhau, không phải lúc nào cũng kiếm được như vậy. Rồi mai mốt có thể thay đổi nó cũng xa nữa, không biết được chừng hết. Cảm ơn sư phụ. Bấy nhiêu thôi đó hả? Không phải gom nối nó. Nó tự nhiên nó như vậy ha. Nếu mà góp được thì chị ai cũng góp hết trơn, nó trội lại. Nó trội lại ngồi lại cho rồi. Thưa sư phụ, cho phép bà con nói cái chuyện này là gì sư phụ? Cái dĩ mũi, mũi này đó. Con có cái loại thuốc đó sư phụ. Sao? Có đem mà con có để trên cái vali kia mà. Ok. Ở trong tiền đường con á, thì có mấy người mà bệnh á, cái con lấy cái tỏi á, tỏi sống á, đúng rồi, cái con đâm nát hết, cái con bỏ vô trong cái ly á, xong cái con lấy nước nóng á, thiệt nóng con bỏ vô, cái che cái tay vậy nè, cái hít vô cái nó hết trơn rồi, xong nó hết trơn, vậy hả? Dạ, xong lỗ mũi, đó. Nó ho cũng hết nữa. Biết rồi. Dạ. Ê, chứ sư phụ bữa nay muốn uống nước tỏi lắm mà sợ qua đây, quý vị chạy hết, uống cũng được nè, uống cũng được nhưng mà sư phụ hít vô vậy nó không có chảy mũi. Đâu có rảnh đâu mà đi làm. Tôi chạy tới đây là mừng lắm rồi. Đâu có rảnh đâu mà đi làm những chuyện đó.
À, tới đây mà trị bệnh cũng phải trị bệnh trước công chúng, thấy không? Nước tỏi đâu ngồi đây mà hết được. Ngồi đây mà hết vậy nó đâu có dòm tôi được. Ok, tôi còn camera lung tung nữa, thấy không? Đem tỏi ra, nó nói trời ơi, bà ăn ngủ, ngủ vị hương, ngủ gì đó. Cấm á. Nè. Tỏi nó trừ được nhiều bệnh lắm á. Dạ. Nhiều khi mình để trong mình không cũng bớt nữa. Hay là hành á, mùa đông á, nếu mà bệnh như vậy đó hả, chị hai cũng có thuốc nữa, hết liền tại chỗ á, nhưng mà quên mất tiêu rồi. Đi lại không có rảnh mà làm. Phải có, hồi hôm trước có cái có tỏi nè, có kim đinh hương nè. Nếu mà sư phụ không rảnh thì sư phụ lấy cái tỏi sư phụ lọt ra, sư phụ ăn sống vậy. Vậy hả? Ok. Rau răm á, xong cũng hết nữa. Vậy hả? Rồi, toàn là rau không vậy hả? Thôi, thì đem hết cái supermarket tới đây. Đem cái chợ siêu thị đến đây rồi mình lựa, phải không? À, hồi xưa nó uống cái đó hết liền á. Cái nước mà chị hai hồi đó làm đó, có một chút đường phèn á, với lại đinh hương, với lại tỏi, với lại cái ngũ sao á, là cái bọ vậy đó. Mà có hồi đó chị hai có viết là hình như trong chỗ nào có tiêu á, tiêu nữa đó rồi. Dạ. Mà nhiều khi mình bệnh rồi mình không có nhớ những cái đó nha. Tại cái sư phụ bệnh đó. Thường không có bệnh á. Rốt là cái sư phụ uống vô dạ. Thường không có nghĩ đến những chuyện đó. Chứ ở nhà không có những cái đồ đó, thấy không? Phải đi kiếm nữa, đi mua nữa. Đây đâu phải Việt Nam đâu. Đâu phải Việt Nam đâu, chạy ra ngõ cái mua được mấy cái này liền, thấy không? Mua được. Ở nhà bếp có. Ok. Mà ăn uống tỏi uống đinh hương vô đây ai chịu nổi. Sư phụ ăn phở á, sư phụ ăn phở giờ. Phở đâu mà ăn, ai nấu. Thèm quá rồi nó nghĩ là đủ thứ. Ai nấu đâu ăn à? Ở nhà có một mình à, có cô bé kia làm việc cho con chó thôi. Làm việc cho chó. Tôi không có ai làm cho tôi ấy, tôi quần áo tự giặt, cơm tự nấu nha. Nhiều khi mệt quá không thèm nấu luôn. Sẽ uống nước gì đó rồi đi ngồi thiền. Ví dụ về khuya rồi đó mệt á, làm biếng. Cũng có người muốn vô nấu, nhưng mà người nào vô nấu cũng phải thêm cái người đó vô với mình luôn, chứ không phải nó đem cơm không, hiểu chưa? Người làm thì thí dụ người nấu cơm cho mình thì phải có người luôn, hiểu không? Nên nhiều khi xin đủ chuyện tại cái số như vậy thôi. Khỏi ăn phở. Bưng giùm lên chút đi kinh. Mấy em trước thổi có lần, bây giờ ai gặp cũng muốn thổi hết. Ok. Giọng chút con người ngợi cần cái thổi. Rồi thế cha. Rồi cái này cho mấy người ở nhà nha. Rồi còn cái này chia nhau, nếu đủ không đủ thì thôi ráng chịu nha. Đủ mà ha, mỗi người cái đủ mà ha. Ok. Đặt. Chia nhau ha. Cho mọi người cái được không? Đủ không? Cái này ha, hôm trước đã gửi về mấy lần rồi nha, hai lần rồi. Để thôi quý vị dùng cái này đi ha. Cái này với cái này ok. Còn đem một cái này về ha. Chắc chia nhau chứ đem một thùng rồi Hải Quan họ cũng hỏi á. Bánh kẹo Việt Nam thiếu gì tại sao mua đem đồ đây qua. Rồi cho bánh ổng đổ đi ăn không hết á nha. Ví dụ mấy ổng bắt đổ đi đó ăn không hết á, vỏ rồi này kia kia nè. Đừng ăn mấy cái này không có tiêu nha, chưa vỏ không được ăn nha, không đừng có khùng quá vậy hả. Ok thôi để chị hai đi nha. Quý vị đi về mình giỏi, còn người nào ở lại thì mai mốt gặp nha. Dạ. Cảm ơn lòng thương của quý vị nha. Cảm ơn.
ơn quý vị ha. Tôi biết rồi. Okay, guys. Yeah. Okay. Yeah, I don't have much here. You have everything in the kitchen. And I gave it some to the Taiwanese longtime friend, a very loyal disciples, and many years together. Huh? Many years. Okay. Can you open and share, please? Please, everybody have a simple one. Also, don't keep going. Just for fun, huh? Thank you for working, okay? Thank you for working for everybody else. Wow, I have nothing to eat. Yeah, really? I just eat cheese and bread and stuff. Yeah. But this is for the friend inside, from Taiwanese, who was so loyal and so loving to me all these years. They've been with me through many countries, yeah? Very loyal, very loving, very kind. These people, they just died for me. Yeah. Don't eat the bone. Take some fruit, okay? Maybe, I don't know, cut the bone. Yeah, guys. I wash my hand already, okay? Yeah, because I'm not well, no? Even master must respect hygiene, understand? Not because master, no? Soak everything down to people, to eat, whatever, stuff like that. I wash my hands 2 times, and then I wear the mask, so you say. Mm-hmm. Yes, master, please take care of yourself. Oh, how do I do it? I don't know. Yeah. I have some medicine, you know, homemade medicine. I know all about it, but I forgot. I don't think of myself too much until I'm really sick. Yes, you can go to yourself for us. You want some cheese, anybody? Sure. Okay, there. And then some bread here. And salami, veggie. Wow. Salami. So that you know I don't forget you, okay? I'm just busy. And my time is limited, yeah? Yes. Here you are. Thank you for staying around, even if I don't take care of you. Yeah? Good. Come on, maybe. Take some salami. Gosnell! Gib nichts mehr zu essen. Ja, das ist dich. Und auch ein Schokoladenpudding. Komm her. Nur Sie? Nein, wir sind noch fünf. Ah, ganz schnell. Okay. Yes, yes. Oh, ich glaube, ich muss teilen, ne? Ansonsten nicht genug für jeder ein. Ja? Das ist? Delicious. Ja, ja. Try. Aber and it's some chocolate for you for 5 people, okay? One each pack. Mmm, another. Also, yes, I do. Quickly. You are lucky people. Here, yeah. you cannot buy this. Come on, yeah, baby, come on. Hey, yeah, okay, huh? Yeah, very good. Yeah, enjoy. Good. That's good, huh? Yeah. I don't know what to speak here. German or English? Español? Yo hablo no mucho. Yo por el solo. Dinero! Guapo! Hola, guapo! Hola,
papá. Ah, todo, mucho felices. Cuando ya, oh, papá, ¿qué tal? Oh, sí, mucho felices. Ok, finish, ¿ya? Yeah? Good. Very good. The other Westerner already here before, sometimes 2-3 times. Comida mucho, todo. Mi frigo, mi. Estamos en el gabinete. Todo comida. Ah, todo. Ah, ok. Ah, hoy es solo para el nuevo. ¿No? Nueva gente. Ok. Yeah, you don't have? You and him. Take one only. Yeah. Yes, yes, yes. Okay. I just want to see you. And yeah, just an extra time. Are you happy, happy? Okay. Thank you very much for your love. Thank you. Muchas gracias. God bless you all. Love you so much. Thanks for coming. Thank you so much. Please tune in to the next session of this international gathering with Supreme Master Ching Hai and our association members. To be notified when a new session is available, subscribe to Supreme Master Television's newsletter at www.suprememastertv.com/newsletter. Supreme Master Ching Hai's lectures are not a complete meditation instruction. Please do not try alone. For free of charge guidance, please visit godsdirectcontact.org or contact any of our centers near you. Be vegan, make peace. For more details, please visit www.suprememastertv.com.